rùa 3G, tên Latin, Malemae sacchizuga, họ, rùa đầm Emigidae, bộ, rùa Testuzinator, lớp, bò sát, đặc điểm nhận dạng, cỡ trung bình, chiều dài mai tới 210mm. Trên mai có 3G rõ ràng, bờ sau mai không có răng cưa, bờ trước yếm gần thẳng, bờ sau yếm lõm. Đầu to, có sọc màu vàng một sọc từ mút mõm qua phía trên ổ mắt về phía cổ, một sọc từ mũi qua phía dưới ổ mắt tới cổ và một đốm trắng ở phía sau ổ mắt. Mai màu nâu sáng hoặc sẫm, đôi khi nâu đỏ, rìa mai màu trắng đục hay vàng rất nhạt. Yếm vàng nhạt có những đốm xám đen trên từng tấm yếm. Sinh học, sinh thái, rùa sống ở kênh, rạch, hồ ao, đầm lầy kể cả ruộng lúa nước, nơi nước chảy chậm. Chúng ăn chủ yếu động vật, cua, tôm, côn trùng, giun, cá nhỏ, đặc biệt thích ăn ốc, chai, hến. Phân bố, trong nước, Đồng Nai, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Thế giới, Cambodia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Giá trị, có giá trị khoa học, thẩm mỹ, giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu về tập tính sinh thái của loài này trong tự nhiên. Chúng còn được nuôi ở những nơi vui chơi, giải trí vườn động vật. Tình trạng, số lượng ngoài tự nhiên giảm sút ít nhất 20% do săn bắt, nơi cư trú bị ô nhiễm, bón phân hóa học và phun thuốc trừ sâu trên đồng ruộng. Phân hạng, vụ A1C, D2CD biện pháp bảo vệ, cấm săn bắt, buôn bán. Cần tổ chức nhân nuôi ở các khu vực nơi có loài này phân bố. Thu một vài cá thể nuôi trong vườn thú để bảo tồn nguồn gen tài liệu dẫn. Sách đỏ Việt Nam phần động vật trang 256.